Chính mình mấy năm qua cái này một mực tại trong thai nghén thân thể, lại cùng với nó kéo dài dung hợp, áp chế hồn lực không tăng lên, thậm chí là huyết mạch cũng không đột phá, không ngừng nỗ lực rèn luyện thân thể, nhưng thân thể năng lực chịu đựng trở lên trên càng mạnh. Dù cho như vậy, lần này đột phá vẫn như cũ mang cho hắn cực lớn phụ tải, lớn cho thân thể muốn bị xông phá cảm giác, là La Miên Vũ Kim Văn Lạp Vân Thảo trợ giúp hắn áp chế kim mập mạp khí tức, không đến mức duy nhất một lần phóng xuất ra, hắn có thể từng bước hấp thu, đồng thời cũng là bởi vì hắn mấy năm này hậu thích bạc phát chuẩn bị, mới có thể cùng với kim mập mạp dung hợp như thế cấp tốc, bằng không thì hoặc là kim mập mạp huyết mạch khí tức sói mòn, hoặc liền chính là hắn muốn bị nó bão. Lưu Phong đột phá là nhất bình ổn một cái, tương đối mà nói, Kim Cức Long không có bá đạo như vậy, mà lại sớm đã cùng với hắn rất tinh tướng. Thế nhưng mà mấy năm này áp chế cùng với tích lũy, lại làm cho hắn đối với thuộc tính không gian có đầy đủ hiểu. Tại đột phá quá trình bên trong, khi hắn cảm nhận được chính mình cùng với không gian ở giữa phù hợp, cảm nhận được chính mình cùng với Kim Cức Long triệt để dung hợp lúc đó, loại kia không gian tại khống cảm giác trong nháy mắt đó, liền để cho hắn có mình ngộ. Không có lúc trước chuẩn bị, hắn căn bản là không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đối với không gian cảm ngộ sâu sắc như vậy. Thời gian cùng không gian, một mức là thần bí nhất cũng là cường đại nhất hai loại thuộc tính. Tại đây một cái trước mắt, hắn cuối cùng tiến vào trong không gian thế giới bên trong. Nguyên An Huy Huy hưng phấn đến từ hắn cùng với tinh linh long quan hệ ra trong đó. Các triều đại tinh linh tộc cường giả đều là có dung hợp tinh linh long cơ hội, nhưng có thể thành công hay không sẽ rất khó nói. Tỷ lệ thành công như trước thật ra là rất thấp. Lúc trước thì hắn bà ngoại khiến cho hắn đi bên trong cái hàng sống nếm thử, cũng chỉ là một lần nếm thử mà thôi. Lại không nghĩ rằng hắn thật sự là bị huyễn chi tinh linh lòng chọn chúng. Nhưng chọn chúng là một chuyện, dung hợp lại là một chuyện khác. Hắn dù sao ở trong thân thể còn chảy xuôi theo thuộc về nhân loại huyết mạch, cho nên cùng với huyết chi tinh linh lòng dung hợp ra cũng không dễ dàng. Mấy năm này tích lũy, áp chế, một mực nắm chính mình áp chế ở ngũ hoàn cảnh giới bên trong, không ngừng cùng với huyễn chi tinh linh lòng tiến hành cầu thông. Giờ khắc này đây cuối cùng khổ cầm cam lai, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyễn chi tinh linh lòng đối với chính mình bất luận cái gì cùng với dung hợp trình độ. Hắn dám nói, chính mình cùng với vị này tinh linh lòng ở giữa dung hợp trình độ quyết không kém hơn bất luận một vị nào tinh linh vương. Đường Phu Cách liền cảm càng không cần phải nói, ngũ hành phân âm dương quá trình này, nàng vẫn luôn luôn tại khắc sâu nhận thức, âm dương hỗn độn điều trợ giúp, để cho nàng đối với âm dương ngũ hành có càng thêm khắc sâu lý giải, mà lúc này, nàng chính là đã phát hiện ra, thật sự hiểu được ở trong đó chân lý về sau, mới cùng với âm dương hỗn độn điều tiến hành triệt để kết hợp, không chỉ nhất cử bước vào trong hồn thánh cảnh giới, cũng hoàn thành tự thân võ hồn triệt để thuế biến. Thiên can kỳ lân, đây là lịch sử loài người bên trên chưa bao giờ xuất hiện ra, mà khi ngũ hành phần âm dương về sau, thực lực của nàng cũng theo đó tăng vọt, đối với hết thảy thuộc về âm dương ngũ hành hàng mảnh hơi biến hóa đều có cực kỳ khắc sâu cảm ngộ. Bốn người đều đang nhanh chóng đột phá, mà chiến tranh còn muốn tiếp tục. Vòng phòng hộ lần thứ ba mở ra, nguyên long thi thể bị phun ra bắn về phía phương xa, lại là một nhóm mới nguyên long bị thả vào, lại là một nhóm chiến sĩ cơ giáp phù đờ vào trong chiến đấu. Đại chiến lần nữa mở ra, căn bản không cần bàn giao. Học viện sửa lẽ khắc mọi người một cách tự nhiên liên thủ ra thủ hộ tại La Miên Vũ bọn hắn 5 người bên trong. La Mộng Cẩm bắt đầu khảm đàn phỉ thúy ngọc hoàng cấm, nhu hòa vầng sáng mang theo nồng đậm sinh mệnh lực lượng bao trùm hướng 5 người, để bọn hắn tại đột phá quá trình bên trong có thần thúy sinh mệnh năng lượng hấp thu. Nương tự theo lấy được bỏ vào trong tới nguyên long càng thêm cường đại, phía dưới chiến đấu cũng biến thành càng kịch liệt, liên bang bên này đầu nhập vào trong càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, chiến đấu thành ra một chút hồn đạo pháo cũng bắt đầu dần dần đầu nhập chiến đấu. Đối với nguyên long tiến hành áp chế, dĩ nhiên đối cường độ có khống chế, tận lực không chân chính tổn thương đến nguyên long, chỉ yếu là không thể tổn thương lòng nguyên tinh. Đầu kia thân cao trăm mét to lớn nguyên long, lúc này đã tại khoảng cách vòng bảo hộ chỗ không xa, cùng với đầu tướng hồn đạo pháo không ngừng là đổi oanh, những người kia cực kỳ là cường hãn, làm cứ điểm hướng xa phía ngoài ném mạnh nguyên long thi thể thời điểm đó, nó miệng rộng mở ra, liền sẽ thôn phè một phần ở trong đó tới bảo trì tự thân năng lượng cường độ. Thứ ba vòng chiến đấu kéo dài thời gian rõ ràng so với đằng trước hai vòng dài hơn. Lúc trước học viện sử lệ khác lớp thực nghiệm tinh chiến bên này không có đầu nhập chiến đấu tiến hành chỉnh đốn, cũng làm cho quân đội liên bang đầu nhập vào trong càng nhiều chiến sĩ cơ giáp, trọn vẹn trên trăm chiến sĩ cơ giáp phụ trách ra bên này phù vực, có thể hiệu quả như cũ là không bằng lúc trước làm hiền vũ bọn hắn ba mười mấy người lấy đường chiến quả.
Bởi vậy rõ ràng, lớp thử nghiệm tình chiến sức chiến đấu cường hãn đến mức nào. Nham Nhược Đính đứng tại cách đó không xa, nhìn xem cái này một chút rõ ràng trên mặt có mang theo ngây thơ các thiếu niên. Trong lòng cảm khán không thể nghi ngờ, tại trong những người này tương lai tất nhiên là sẽ sớm xuất hiện ra có đại thành tựu người. Đúng vào lúc này, một đội binh sĩ đi tới, Nham Nhược Đình vội vàng nghênh đón thăm hỏi tình huống, là quân đội người được tiếp tế tới, chủ yếu là cào năng lượng thức ăn của mấy sạch sẽ đồ uống. Không thể nghi ngờ, trước đó hai vòng chiến đấu, quân đội đối diện Học viện Sơ Lai Khắc này, một chút đấu thiên giả là công nhận. Đến với bộ tổng chỉ huy, nắm hình ảnh cắt đến trên đầu thành Học viện Sơ Lai Khắc bên kia, Lưu Quan Trạch lúc này phân phó nói, trên màn hình lớn màn ảnh chính là hoán đổ giao hoàn thành, hiện hiện lấy đầu tường cảnh tượng. Lưu Quan Trạch nhìn xem trên đầu thành hào quang lấp lánh 5 người, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Cái này 5 cái tiểu sao hỏa khó lường, trên chiến trường tình huống lúc trước hắn tự nhiên cũng đều thấy được. Học viện Sơ Lai Khắc các học sinh biểu hiện ra vượt qua hắn ngoài sự liệu mạnh mẽ sức chiến đấu. Hơn 30 người, giống như một thể, hắn mới vừa rồi liền cho Học viện Sử Lệ Khác bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm một thoáng, lấy được đáp án chính là cái này 33 người học sinh đến từ Học viện Sử Lệ Khác lớp thực nghiệm tinh chiến. Học viện bên kia cho ra nói rõ lý do, cũng chỉ là có cái này một cái mà thôi, cũng không có nói thêm nữa. Lớp thực nghiệm tinh chiến, cái này giống như là Học viện Sử Lệ Khác chưa từng có, nhưng có thể được xưng là lớp thí nghiệm, nhất định là có chỗ độc đáo của nó. Sư thần cũng đã chứng minh điểm này, cái này tuổi trẻ bọn nhỏ bị hiện ra vô cùng là cường đại sức chiến đấu. Chỉ huy Nhược Đính, phối hợp ăn ý, có một chút võ hồn thậm chí đều là Lôi Quân Trạch cũng chưa từng thấy qua. Nhất là ở lúc này, cái kia đang tại đột phá 5 người này, càng là bị người rung động cảm giác. Theo lúc trước trong quá trình chiến đấu là hắn có thể nhìn ra, cái này lớp này người nói chuyện lại có thể là tu vi yếu nhất một cái, mà lại tất cả mọi người rõ ràng đối với hắn hết sức là thật lòng khâm phục. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn chỉ cho rằng Lam Hiền Vũ là phương diện chỉ huy có thiên phú rất cao, nhưng khi hắn thấy Lam Hiền Vũ trợ giúp 4 người khác đột phá, những người khác ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn thời điểm đó, Lôi Quân Trạch liền hiểu rõ, người trẻ tuổi này tuyệt đối không chỉ là chỉ có chỉ huy năng lực mà thôi. Vô luận là Tinh Linh Vương Cung vẫn là Ngũ Hành Kỳ Lân hoặc là Hoàng Kim Bỉ Mông cùng với Bạch Long Vương, cái này một chút võ hồn đều là Lôi Quân Trạch chưa thấy qua. Nhưng chưa thấy qua phải chưa thấy qua, mạnh mẽ hay không hắn nhất định có thể nhận biết ra tới. Cái này tuổi trẻ tiểu gia hỏa thật sự là quá làm cho người ta rung động. Học viện Sử Lệ Khác xem lại là muốn ra một nhóm không thể hồn sư. Truyền lệnh, đội chấp pháp lưu ý kỹ Học viện Sử Lai Khắc bên kia, chờ một chút nếu như bọn hắn tiếp tục tham chiến, chú ý bảo hộ, cần phải không muốn có bất kỳ một tên Học viện Sử Lai Khắc phát sinh ra nguy hiểm. Tổng chỉ huy, cái này giống như không phù hợp với đấu thiên giả quy tắc, một tên tham mưu thấp giọng nói ra. Lôi Quân Trạch thản nhiên nói, bọn hắn là tương lai của liên bang, ít nhất tại ta ở chỗ này, ta quyết không cho phép bọn hắn bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, nếu chính là đấu thiên bộ về sau có vấn đề gì, để bọn hắn trực tiếp tìm ta. Hiểu rõ, đấu thiên bộ, chiến thần điện, đây đều là cấu mấy quân bộ có thể ngồi ngang hàng tồn tại, nhất là đấu thiên bộ, bên trong cấu thành phức tạp, nhưng đối với Lôi Quân Trạch tới nói, hắn là tướng quân, nhưng cùng một lúc trước là Học viện Sử Lai Khắc học trưởng. Mặc dù hắn thậm chí đều không có từng tiến vào trong nội viện học tập, thế nhưng mà đối với Học viện Sử Lai Khắc tình cảm lại càng ngày càng khắc sâu, gánh chịu điểm này trách nhiệm lại đáng là gì đây? Thứ 3 vòng chiến đấu cuối cùng cũng kết thúc, mà lần này cơ phương diện không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo chiến đấu, mà là cũng tiến hành chỉnh đốn. Trên đầu thành, hồn đạo pháo bắt đầu tăng cường hỏa lực, dùng hỏa lực áp chế bên ngoài những cái kia hung hãn không sợ chết vẫn tại kéo dài công kích nguyên long. Chấn động đạn là chủ yếu nhất thủ đoạn công kích, không ngừng đem nguyên long đánh lui, cũng rất khó làm cho thương tổn lại đến bọn chúng kiên cố thân thể. Nguyên Ân Huy Huy cái thứ nhất mở ra hai con người, ở phía trên đỉnh đầu hắn Tinh Linh Long Vương trứng ở bên trong, bạch quang giãn ra, màu sắc rực rỡ hai cánh kéo ra, trong nõn Tinh Linh Long bên trên thân sinh trưởng không phải là lân phiến, mà là lông vũ. Nó giống như là một đầu xinh đẹp nhất chim lớn, tại Nguyên Ân Huy Huy hướng lên trên đỉnh đầu xoay quanh, nhưng thân ảnh lại bắt đầu trở lên trên càng ngày càng mờ đi. Cuối cùng thì lặng yên không một tiếng động dung nhập vào Nguyên Ân Huy Huy ở trong cơ thể biến mất không thấy. Đột phá hoàn thành, lục hoàn huy huy, mà lại hắn hồn lực trực tiếp tăng lên đến cận lục hoàn đỉnh phong trình độ, áp chế thời gian hơn 2 năm, hồn lực cũng sẽ không tán biến, huống chi còn có tinh linh lòng dung hợp. Mặc dù là không có tiến hành khảo thí, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, tu vi của mình tăng lên rất nhiều, nhất là hồn lực tăng lên nhiều vô cùng.
Theo bản năng, ánh mắt của hắn nhìn về phía của đối diện Đường Vũ Cách. Mà cũng đúng lúc này, Đường Vũ Cách mở ra hai con người. Ở sau lưng nàng, một đầu kỳ lân chậm rãi nổi lên, thân ảnh lóe lên. Một đầu hào quang ảm đạm một chút kỳ lân tách ra. Hai đầu kỳ lân như ẩn như hiện, lẫn nhau giao hóa. Cuối cùng là dung nhập vào bên trong cơ thể của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Thất hoàn hồn thánh, Đường Vũ Cách đã chính thức trở thành cao giai hồn sư.